Các bạn thân mến, mình giới thiệu cho các bạn biết đây chính là chiếc tàu thủy nha. Tàu thủy chính là phương tiện giao thông đường thủy đấy. Và hôm nay mình sẽ cùng nhau tâm một chiếc tàu thủy này nhá. Sẽ lấy màu xanh để tô phần thân của tàu nhá. Thế chúng ta đổi sang màu nâu nhé. Mình đổi tiếp tục sang màu vàng nữa nhé. Chúng ta có thể tô màu với đám mây màu xanh ra trời nhẹ nhàng nhé. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong phần bài tập ngày hôm nay rồi. Một chiếc tàu thủy rất là đẹp. Và chúng mình luôn luôn nhớ tàu thủy là một trong những phương tiện giao thông đường thủy dùng chở hàng hoặc chở người từ đại dương này sang đại dương khác, hoặc là từ vùng này, từ tỉnh miền này sang tỉnh miền khác, miễn là có biển và có nước các bạn nhé. Thời lượng của kênh bây giờ đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tô một số các loại phương tiện giao thông đường thủy khác, ví dụ như là cái gì nhỉ? Đây mình có một chiếc thuyền buồm và chiếc cano các bạn ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha.